Đấu La Đại Lục tập 258. Đường Tam đã tiếp nhận kho hạch cuối cùng của Hải Thần. Nhìn thấy Đại Ngưu bị sấm sét tra tấn, Đường Tam vô cùng phẫn nộ. Vậy nhưng mà lý trí của hắn vẫn còn. Hắn tự nhủ phải tỉnh táo lại, nhất định sẽ có cách thôi. Mọi thứ cứ liên tục xảy ra, Đường Tam thì vẫn chưa có hành động gì. Đột nhiên các sợi xích đang khống chế Thiên Thành Ngưu Mãng tự động rút lui. Điều này làm cho Đường Tam nhận ra biến hóa của mọi thứ ở đây đều có liên quan tới tâm trạng của mình. Rất nhanh sau đó, Đường Tam cũng thông qua cửa ải đầu tiên. Hồn cốt tay phải của Thiên Thành được tiến hóa thành thần cấp. Hú hồn vì bàn nãy hắn chưa manh động, mục đích tra tấn đại mình chính là chọc giận hắn. Nếu như hắn không thể bình ổn cảm xúc thì xong đời, bản thân sẽ vĩnh viễn lạc lối trong cơn giận dữ. Phẫn nộ là một loại tình cảm ràng buộc, vậy nhưng loại ràng buộc này đồng thời mang tới sức mạnh, cũng dễ khiến cho người ta đánh mất lý trí. Mà trách nhiệm của Hải Thần là bảo vệ, tuyệt đối không thể bị tâm trạng chi phối. Hải Thần tiếp tục muốn kiểm tra hắn xem có thể đi được bao xa trên con đường thành thần này. Thời gian giống như bị đảo ngược, Đường Tam lập tức quay trở lại khoảng thời gian mới bắt đầu khảo hạch, coi như là hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy nhưng lần này không phải là gặp gỡ Thiên Thành Ngưu Mãng mà là quay lại khoảng thời gian còn nhỏ, kết quả lần này vẫn như cũ thông qua. Phần thưởng là hồn cốt Lam Ngân Hoàng ở trần phải tiến hóa thành thần cấp. Hai ải khảo nghiệm vừa rồi đều tương quan với cảm xúc của hắn, có vui, có buồn, giận dữ, hoảng sợ, tổng cộng 7 loại cảm xúc gọi là thất tình. Hồn cốt trên người Đường Tam nhanh chóng bị bóc ra, nước đột nhiên tràn vào bên trong. Một tiếng cười lớn vang lên cảm ơn hắn đã đưa mình đến khu vực truyền thừa này. Qua nhiều năm như vậy, đối phương vẫn chưa thể hoàn thành bước cuối cùng. Mục đích của tên kia là muốn thừa kế thần vị thay Đường Tam. Người vừa lên tiếng chính là Thâm Hải Ma Kình Vương. Gã thừa nhận là mình đã chết rồi. Đây là linh hồn lực tích suốt trăm vạn năm tạo thành. Dù bị hắn thu vào trong hồn cốt thì linh hồn cũng sẽ không bị diệt. Gã vẫn luôn chờ cơ hội này. Chỉ cần tiêu diệt Đường Tam thì gã sẽ lấy được thần vị. Vậy nhưng Đường Tam đâu dễ dàng để cho đối phương đạt được nguyện vọng. Mặc kệ Thâm Hải Ma Kình Vương này là linh hồn hay huyễn cảnh, phàm là cản cho con đường truyền thừa hải thần của hắn thì đều là tự tìm đường chết. Hắn lao lên trên khỏi mặt nước, thân thể xuất hiện đúng nơi địa bàn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Hai người dùng lời lẽ khiêu khích, ai ai cũng muốn tiễn đối phương về đất mẹ. Trước khi giao thủ vẫn không quên tiết lộ toàn bộ công pháp và kỹ năng của mình để cho đối thủ phát hiện, sau đó tìm cách hóa giải. Đường Tam bị choáng váng, Thâm Hải Ma Kình Vương thừa cơ hội đó lao lên tấn công dồn nam chính và thế khó. Đường Tam sử dụng hồn kỹ phản công, định khống chế đối thủ lại, sau đó tung ra thêm một chiều nữa. Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức bị khống chế. Một bàn tay khổng lồ hiện ra từ bầu trời đánh cho Thâm Hải Ma Kình Vương tàn sát. Thì ra bàn tay kia là do hải thần xuất thủ, linh hồn đang ẩn náu trong khảo hạch cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Đường Tam nhận ra tất cả chuyện bàn nãy không phải là huyễn tưởng, mà thực sự là linh hồn của Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện. Lão ta mưu tính phá hủy truyền thừa. Đáng tiếc là chưa kịp hoàn thành thì đã bị hải thần tiêu diệt. Cửa ải này có lẽ là khảo nghiệm về cái ác. Nếu như vừa rồi hắn sinh lòng nản chí lùi bước, Thâm Hải Ma Kình Vương thực sự có khả năng thế thân hắn để kế thừa thần vị. Như vậy quá nguy hiểm, chỉ cần sai sót một chút thôi là xong đời. Đến đây thì cửa ải thứ ba thông qua, Đường Tam cũng hiểu rõ toàn bộ nội dung. Trong ải thứ nhất và thứ hai, hồn cốt của Đại Minh và mẫu thân tràn đầy tình yêu thương đã nhắc nhở cho hắn, giúp hắn vượt qua dễ dàng. Đến cửa ải thứ ba thì Thâm Hải Ma Kình Vương lại tràn ngập thù hận nên độ khó cũng tăng lên. Bây giờ hắn còn 4 khối hồn cốt chưa bị bóc ra, có lẽ là phải trải qua 4 cửa ải nữa. Đột nhiên hải thần đảo sùng lắc kịch liệt, 7 vị thủ hộ thánh trụ bị đánh bay vào bên trong. Thì ra hung thủ làm chuyện này là Vũ Hồn Đế Quốc do Bì Bì Đồng dẫn đầu. Đường Tam đang trong khảo hạch cũng nghe được giọng nói của Bì Bì Đồng. Người đến quá đúng lúc, hắn biết hải thần điện xảy ra chuyện rồi. Tiểu Vũ khuyên đừng đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài thì sẽ không vào được cánh cổng truyền thừa nữa. Đường Tam không thể đứng yên nhìn đồng đội chịu chết được nên cầm theo tam số kích lao ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài thì đã nhìn thấy Tiểu Vũ cùng mọi người bị khống chế. Hải thần đảo bị đánh chiếm hoàn toàn. Bì Bì Đồng ngồi ngay ngắn trên vị trí của ba tay Tây, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cuối cùng thì ông trời cũng giúp nàng rồi. Bì Bì Đồng cho biết Thiên Nhận Tuyết sau khi thành thần quả thực không đến chiến trường Gia Lăng Quan, và nhường lại đem tin tức hắn sắp tiến hành truyền thừa của hải thần truyền về. Cho nên Bì Bì Đồng liền biết đây là cơ hội tốt để đánh chiếm hải thần đảo. Năm đó Vũ Hồn Điện tiến đánh hải thần đảo, sở dĩ bọn họ thất bại là ba tay Tây còn trấn thủ, chứ 7 vị thánh trụ đấu la thì không có gì đáng ngại. Nay ba tay Tây không còn nữa, 7 vị thủ hộ thánh trụ đương nhiên phản công, vậy nhưng kết quả là không địch lại cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc. Lần này tiến công vào hải thần đảo thuận lợi hơn trong dự kiến của Bì Bì Đồng. Càng vừa vặn,
là tất cả cao thủ đều tập trung tại Hải Thần Điện để thu hộ cho Đường Tam. Nhờ vậy mà nàng ta có thể làm một mẻ hốt gọn. Đường Tam không tin, đây vốn không phải là thật. Nếu như là thật thì Hải Thần Đại Nhân nhất định sẽ ra tay ngăn cản, cho nên hắn nghĩ rằng đây là một khảo nghiệm khác của Hải Thần. Bibi Đông cho biết thêm, vào lúc truyền thừa thần chỉ, thần cũng nhất định phải tham dự, cho nên Hải Thần không cách nào tham dự được và ngăn cản được. Huống hồ, tàn niệm mà Hải Thần lưu lại đã nhiều lần giải cứu hắn, giờ làm gì còn năng lực để ngăn cản Bibi Đông nữa. Đường Tam nghe vậy liền không tự chủ được lùi về sau vài bước, xem ra hắn cũng không chắc đây là sự thật hay chỉ là khảo nghiệm. Nước đi này đúng là vô cùng khó và Đường Tam sẽ giải quyết như thế nào? Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo để rõ hơn nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!